Thưa quý vị và các bạn, Na Dài của Lục Nam đã chính thức bước vào vụ mới. Đây là vụ thứ hai trong năm. Dù từ trước đến nay, vụ na này được coi là trái vụ, nhưng lại là vụ được người nông dân coi trọng hơn cả chính vụ. Nguyên nhân bởi đây là vụ na không chỉ cho năng suất chất lượng vượt trội, mà còn có giá bán cao hơn từ 30 đến 50%. Ngoài không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật cho na ra quả trái vụ trong thân, thì ở vụ na này, việc sử dụng phân bón để sản xuất quy trình hữu cơ cũng góp phần tạo nên thành công chất lượng cho quả na dài trái vụ. Đây là vườn na dài trái vụ của gia đình ông Phương Minh Hiến ở thôn Liên Khuyến, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam. Toàn bộ 400 gốc na đều cho quả trong thân. Không những vậy, chất lượng na còn vượt trội hơn cả na chính vụ. Đáng quan tâm là trong khi các hộ khác chưa được thu, thì vườn na của gia đình ông đã thu trước đó 10 ngày. Thu hoạch đầu vụ có nhiều thuận lợi, không chỉ thị trường mà giá bán cũng cao. Để có được thành quả như ngày hôm nay, ông đã phải tính toán rất kỹ, giảm tới 30% sản lượng na chính vụ, tiến hành theo quy trình gối liên tục, vừa nuôi hoa của na chính vụ, lại vừa nuôi mầm trong thân của na trái vụ. Hiện nay, na dài trái vụ sản xuất theo quy trình hữu cơ được Hợp tác xã Na Dài Lục Nam thực hiện liên kết với một hợp tác xã khác để ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với giá bán 35.000 đồng kg tại vườn. Theo ông Hiến, việc áp dụng kỹ thuật theo vòng tuần hoàn liên tục như vậy thì yếu tố chăm sóc và quy trình kỹ thuật, nhất là sử dụng phân bón có vai trò hết sức quan trọng. Vụ đầu tiên ấy là chúng tôi thường thu hoạch là ở đầu cành này, thế thì là cái số lượng là cũng nên lấy ít thôi, không lấy nhiều. Một cây chỉ lấy được khoảng độ 30-40 quả thôi, thì nó mới có sức để vụ sau nó ra trái tiếp. Phân bón Summer Grow này thì qua các mô hình trình diễn và đặc biệt là trên cây na ở xã Huyền Sơn thì chúng tôi nhận thấy rằng khi cung cấp phân bón vào từ đầu vụ ở thu quả chính vụ là tháng 7, tháng 8 thì đồng thời là cái dinh dưỡng đó nó đã cung cấp giúp cho cây na phát triển cái đợt lộc để là cành mẹ mà chúng ta thụ phấn mà của cái lứa na trái vụ này. Đấy, những yếu tố dinh dưỡng đó nó quyết định được cái sự thành công, giúp cho cái thân cành ở trong mọc ở trong thân khỏe, đủ cái nguồn dinh dưỡng để giúp cho cái quả na trái vụ to khỏe. Sau vải thiều, na dài Lục Nam là sản phẩm đã được cấp chỉ dẫn địa lý, giúp cho thương hiệu và chất lượng na dài được khẳng định, mang lại giá trị kinh tế lớn cho người dân và trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương này. Để nâng cao chất lượng thương hiệu, tạo đà cho sản phẩm vươn xa, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tập trung sản xuất theo quy trình hữu cơ. Hợp tác xã của chúng tôi sẽ tập trung triển khai mở rộng cái mô hình chăm bón cây na bằng cái phân hữu cơ để tạo lên cái sản phẩm nó vừa đảm bảo chất lượng cũng như là mẫu mã để đưa ra thị trường buôn bán và thu lại cái lợi nhuận cho bà con nhân dân cũng như là phát triển hợp tác xã Na Dài mang tính bền vững và sản xuất hàng hóa. Theo cơ quan chuyên môn, để sản xuất các sản phẩm chủ lực như Na Dài áp dụng theo quy trình hữu cơ, việc lựa chọn sản phẩm vật tư phân bón đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn trong sản xuất có vai trò hết sức quan trọng. Trên thị trường hiện nay cũng rất nhiều cái loại phân bón hữu cơ. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đang chỉ đạo là cho sử dụng cái phân bón hữu cơ Summagrow ở trên nhiều đối tượng cây trồng. Qua cái theo dõi thì cái việc mà chất lượng tốt và nó tác động rất tích cực đến cái cây na này. Điều này đã cho thấy khi tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm, đáp ứng xu thế thị hiếu thị trường thì vấn đề đầu ra không còn là bài toán khó đối với nông sản